Hà Trí Quang được Thanh Đoàn hộ tống đi làm, giao hết tiền cắt xê. Từ khi công khai mối quan hệ đồng giới, Hà Trí Quang rất cưng chiều Thanh Đoàn. Cả hai đồng hành cùng nhau trong cuộc sống hàng ngày, kể cả những lúc đi làm, dự sự kiện. Thanh Đoàn cũng thể hiện quyền lực nóc nhà khi Hà Trí Quang đưa cho giữ toàn bộ cắt xê, nghe lời răm rắp. Thanh Đoàn và Hà Trí Quang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong một video được chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, Hà Trí Quang hiếm hoi bật lại nóc nhà. Nam diễn viên hài hước nói, thật sự đi quay thì phải diễn vậy thôi, chứ làm sao Đoàn là nóc nhà được. Ở nhà Quang rất là khó, nói gì Đoàn cũng phải nghe. Tuy nhiên, việc Hà Trí Quang khó tính lại được minh họa bằng ảnh. Anh đưa toàn bộ tiền cát xê vừa mới nhận được cho người yêu. Hà Trí Quang cho biết ở nhà mình rất khó tính với Thanh Đoàn. Tuy nhiên, vừa mới tuyên bố mình khó tính xong, thì nam diễn viên lại răm rắp đưa toàn bộ cát xê cho người yêu. Khán giả hài hước trêu chọc sự khó tính của Hà Trí Quang. Kể từ khi hẹn hò với Thanh Đoàn, Hà Trí Quang sánh vai một người bạn trai mẫu mực. Nam diễn viên rất cưng chiều, nấu ăn, làm việc nhà, đưa nóc nhà đi du lịch, mua xe. Tuy nhiên khi Thanh Đoàn cặp kè cùng người đàn ông khác, Hà Trí Quang cũng giận lẫy ra mặt. Hà Trí Quang giận lẫy Thanh Đoàn khi người yêu chụp ảnh cùng thanh thức. Nam diễn viên hiếm hoi bình luận bật lại nóc nhà. Hà Trí Quang cưng chiều Thanh Đoàn hết mực. Nam diễn viên còn mua xe sang tặng bạn trai. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn cùng nhau đi du lịch Thái Lan. Mỗi khi đi làm hoặc dự sự kiện, tiệc tùng, Thanh Đoàn luôn đi cùng với Hà Trí Quang. Cặp đôi thoải mái diện đồ đôi, không ngại những ánh mắt, bình luận tiêu cực từ phía người khác. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn còn thống nhất mỗi năm sẽ cùng nhau làm từ thiện 2 lần. Thanh Đoàn hộ tống Hà Trí Quang đi làm. Cặp đôi thoải mái xuất hiện cạnh nhau. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn diện đồ đôi khi dự tiệc. Thanh Đoàn và Hà Trí Quang cùng nhau làm thiện nguyện. Vào tháng 12 sắp tới, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang sẽ cùng nhau đón 2 con chung. Cặp đôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Không ngại những bình luận tiêu cực, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang vẫn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống. Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong từng việc nhỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.